Vâng, em tiếp tục thanh lý thêm một đôi loa Onkyo nữa cho anh em thợ về tự dọn nhé. Đây, đôi này đôi V3X, đôi V3X nhé, Onkyo V3X. Nếu con này thì đây góc cạnh loa ok. Đấy. Được chưa? Có cái phần xi này, phần xi nó hơi có vài chỗ bị bong này. Đấy. Thì về cái này thì đơn giản, đây cái này mình lột cái tem này ra, xong rồi mình lấy cái nọ sơn mình xì đen lại tí. Ở đây không 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 phải là xước đâu, đây là cái băng dính ấy chứ. Đây băng dính các bác ạ, đây là băng dính giấy, nó dán vào đây nó bị dính vào đây thôi. Các bác về các bác lau đi nhá. Em ấy cứ nghĩ là vết xước, lúc đầu nhìn em tưởng vết xước nha, nhưng không phải nha các bác nhá. Đây cái này là vết giấy các bác ạ, vết băng băng dính giấy, thường bọn Nhật nó hay dán cái băng dính giấy vào đây, thì cái băng dính nó còn dính lại một chút ở đây. Để các bác về các bác nột nó đi nhá, nột đi lau đi là được. Đấy, không phải là vết xước đâu, lúc đầu em nhìn em tưởng vết xước nha, không phải nha. Đây là vết băng dính giấy nha các bác nhá, băng dính giấy. Cái nột đi này, nột đi nó đen dần ra này. Đấy nha, con này nói chung hàng đẹp, đấy có một tí dí xước xi ở đây thôi. Thì về mình thích thì mình dán lại xi nha, không để nguyên thế cũng chả vấn đề gì cả. Đấy, con này là đuôi này là 5752 nhá, series. Đấy. Loa đấy, hàng gần như là ok hoàn hảo luôn. Tất cả những cái dòng loa này về là đều phải dán lại gân nhá, nên là anh em thợ về tự dán lại gân nhá. Em chưa có thử theo gì đâu, bởi vì các cái này là phải có gân dán gân đầy đủ rồi thì thử nó mới ra tiếng được, chứ bây giờ thử thì thực ra nó cũng vẫn ra, nhưng mà nó chỉ ra tiếng tép là chính, còn tiếng bát thì nó không ra đâu, bởi vì là nó đang bị mục gân mà. Đây, gân này đó, gân nó mục nhá. Đấy, bọn này thì là kích thước của loa. Đấy, cho bác nào không biết nhá, bởi vì có vài bác gọi là sục chạy đến đây mua xong rồi bảo ôi sao nó bé thế rồi. Đấy, em cứ đo kích thước của các bác nhé, đã là loa mini thì không bao giờ có chuyện nó to. Đấy thì em ám găng tay cho các bác nhé, thì các bác có thể là nhìn găng tay em để đoán ra xem là nó khoảng bao nhiêu nhá. Chiều ngang nó khoảng 16 này, 15 này, 15 này. Khoảng 15 này, hơn một găng tay một tí xíu khoảng 15 nhá. Đấy, sâu khoảng 23 này. Và cao khoảng 22 23 nhá, đấy. V3X nhá. Loa này thì là bát viền 12 nhá, gân cao su, gân mút xốp này, gân mút xốp này, về tự dán lại nhé, và màng giấy nha, màng giấy, màng tốt luôn. Đấy. V3X nha, công suất của loa là 70W, khoảng 6 ohm. Đấy. Đấy, hàng như hình nha. Thì đôi này bán là 620.000, bác nào mua Ando cho em nhé. Vâng, em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhé. Vâng.